chào các bạn, Ad News, kênh tin tức chính thức của Advertising Việt Nam, cập nhật và chuyển động thương hiệu, xu hướng và những câu chuyện xoay quanh ngành quảng cáo một cách nhanh chóng, thường xuyên và hấp dẫn. Click subscribe để không bị surprise nha. Những bài học thương hiệu đắt giá ẩn sau một đế chế thời trang Uniqlo. Hiện nay, có thể nói Uniqlo đã được xếp trong top thương hiệu mua sắm của nhiều người Việt lẫn toàn thế giới. Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc với thiết kế tinh giản, đơn sắc, thậm chí những bộ sưu tập mới cũng không có nhiều sự khác biệt. Mà tại sao Uniqlo vẫn giữ vị trí đế chế thời trang vững mạnh? Cùng Trendline khám phá những chiến lược thâm hậu của ông lớn này nha! Đầu tiên, không thể bỏ qua được chiến lược định vị và xây dựng thương hiệu. Đây là một thách thức lớn đối với những doanh nghiệp nhỏ vốn có nguồn lực và ngân sách hạn chế. Tuy nhiên, trên thế giới đã có rất nhiều những thương hiệu thành công đưa cửa hàng nhỏ lẻ đầu tiên của họ trở thành chuỗi mua sắm nổi tiếng trên toàn cầu. Vào đầu thập niên năm 1990, Uniqlo, một thương hiệu thời trang được thành lập bởi Tadashi Yaina, một trong những tỷ phú giàu nhất Nhật Bản. Ông đã đặt ra sứ mệnh và tôn chỉ Make for Earn. Những sản phẩm giá rẻ của Uniqlo trở nên thịnh hành tại Nhật trong bối cảnh nền kinh tế nước này lúc đó đang đi xuống. Bên cạnh đó, ông Mickey Dressler, chủ tịch Uniqlo tuyên bố rằng họ sẽ không tham gia vào trò chơi chạy theo xu hướng thời trang trên thị trường. Hay nói cách khác, tầm nhìn của Uniqlo khá rõ ràng. Uniqlo là một công ty Nhật Bản hiện đại, truyền cảm hứng cho thế giới trong phân khúc quần áo hàng ngày, đồng thời duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa giá cả và chất lượng. Nhờ đó, Uniqlo đã trở nên khác biệt trong chính sự không khác biệt. Vậy, chiêu thức marketing nào đưa Uniqlo trở thành hãng thời trang giá trị nhất thế giới? Có thể nói Uniqlo hướng đến việc tôn vinh cá tính riêng của người mặc. Thay vì chạy theo xu hướng, quần áo của hãng chú trọng sự đơn giản. Các sản phẩm thiết yếu phổ biến cho phép người mặc tự pha trộn chúng với phong cách và cá tính riêng của họ. Uniqlo tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng cách tập trung tạo điểm riêng trong chất liệu với những cái tên như HeatTech, Lifewear và Irism. Bên cạnh đó, Uniqlo rõ ràng trong thông điệp và khác biệt với mọi đối thủ trong ngành thời trang. Ông Tadashi Yaina đã nói rằng Uniqlo không phải là một công ty thời trang, nó là một công ty công nghệ. Điều này được minh chứng bằng sự ra đời của HeatTech vào năm 2003. 1,5 triệu sản phẩm đã được bán ra và tăng lên đến 130 triệu vào năm 2012. HeatTech là công nghệ đến từ Nhật Bản sau nhiều năm nghiên cứu và hợp tác giữa Uniqlo và Toray Industries, nhà sản xuất sợi hàng đầu thế giới. Mỗi sản phẩm của HeatTech đều có khả năng biến hơi nước thoát ra từ cơ thể thành nhiệt sưởi ấm cho người mặc khi cần. Hơn thế, trong mọi thời tiết, thiết kế các lớp siêu nhẹ vẫn giúp họ di chuyển thoải mái cả ngày. Và có lẽ là ấn tượng hơn khi Uniqlo đã quốc gia hóa. Bằng cách tiếp cận thông minh, Uniqlo đã điều chỉnh các chiến lược truyền thông phù hợp với từng quốc gia, nơi cửa hàng hiện diện như một cách thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng văn hóa con người tại đó. Điển hình như Uniqlo đã phủ sóng các nền tảng Twitter và Facebook, tạo sức ảnh hưởng toàn bộ tệp người dùng tại thị trường Anh và Mỹ. Mặt khác, lên chiến lược truyền thông trên trang mạng xã hội RenRen tại Trung Quốc, nơi Facebook và Twitter không được phép vận hành. Ngoài ra, trong tương lai, thương hiệu muốn thúc đẩy giao tiếp hai chiều gần hơn với khách hàng. Vì thế, Uniqlo đã cam kết sử dụng thông tin được thu thập thông qua trang web, ứng dụng di động để phân tích dữ liệu khách hàng và cung cấp cho họ thông tin phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của họ. Qua đó, có thể thấy một chiến lược truyền thông thành công không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu, góp nhặt insight, mà việc tạo nên chất riêng, nhất quán thông điệp và ghi dấu mạnh mẽ trong nhận thức của mọi đối tượng khách hàng còn là một bài toán đầy khôn ngoan và kỹ lưỡng của thương hiệu. Bạn nhận xét như thế nào về cách ông lớn này xây dựng đế chế của mình? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn với chúng tôi nha! Bản tin vừa rồi cũng khép lại Ad News với chuyên mục phân tích case study tuần này của Advertising Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên click subscribe để không bị surprise nha!